Nếu bạn rời đi, cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên và mình chỉ nói theo những điều cần nói chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Và kênh không kiếm tiền từ việc xem trải bài riêng cho bất cứ ai, mong các bạn thông cảm. Bởi vì đây là trải bài chung, thông điệp có rất nhiều. Mình hy vọng các bạn sẽ tiếp cận thông điệp một cách tích cực và cởi mở nhất. Và mình sẽ nói theo những điều lá bài nói. Và sau đây mình sẽ chia sẻ cùng các bạn. Và xin tự giới thiệu, mình tên là Cư Bì, hiện tại đang sinh sống và học tập tại Hoa Kỳ, người đọc trải bài cho các bạn ngày hôm nay. Xin trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ gửi vào trong trải bài. Xin trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Xin trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Và trong trải bài các bạn sẽ có những lá bài sau đây. Lá bài đầu tiên đại diện cho lý do tại sao họ chia tay với các bạn. Các bạn có lá 9 gậy. Kế tiếp là cuộc sống hiện tại của họ như thế nào. Các bạn có lá 8 tiền. Và cuối cùng tương lai của họ sẽ ra sao. Và các bạn có lá 1 kiếm. Và sau đây mình xin giải thích về nghĩa của lý do tại sao họ chia tay bạn. Lý do họ và bạn xa nhau đơn giản nhất là họ không kiên nhẫn. Họ không dành ra nhiều thời gian và công sức cho mối tình này. Nó khiến cho họ bị gã gánh nở đời. Bởi vì họ biết kiên trì một chút xíu, họ sẽ sớm đạt được điều mà họ mong muốn. Đó chính là một mối quan hệ cam kết. Bởi vì ở bạn, nó chính là một cái bầu trời tươi sáng, một vùng đất xanh mát mà họ có thể có được. Đây là cái cơ hội thực sự tiến đến với họ và cả bạn luôn. Nhưng rất tiếc, họ đã nóng vội, họ không có kiên trì để cho tình cảm này không có sự bứt phá và thiếu đi sự hành động. Do đó hai bạn xa nhau. Và ở đây, về phần trách nhiệm của bạn là gì? Tức là bạn không để cho họ thể hiện năng lực của bản thân. Tất cả mọi thứ bạn đều sẵn sàng hết. Bạn để cho họ quá dễ dàng bước vào bạn, không để cho họ có quá trình theo đuổi, hành động, tỏ ra yêu thương với các bạn. Phải cho họ thấy là bạn là người có giá trị. Mọi chuyện diễn ra một cách quá suôn sẻ đến bất ngờ, khiến cho họ choáng ngợp. Mà cái gì người ta hay nói, cái gì nhanh quá cũng rất dễ mau chán nha các bạn. Thì đây là lý do chính yếu nhất để cho cuộc tình của các bạn chia tay nhau. Và trong cái giai đoạn này, bản thân của người này chưa giải quyết được rất nhiều việc. Họ có xu hướng chán nản và mệt mỏi cho phải chờ đợi một cái điều gì đó trong khoảng thời gian dài. Có thể về tài chính hoặc kỳ vọng ở bạn quá nhiều. Nhà họ chưa kết thúc được cái cũ, những cái rối rắm trong người họ. Cho đó khiến cho họ bị khúc ép rất nhiều trong quá trình hiện tại khi quen bạn. Đây nó gây ra sự bất lợi cho tình cảm của cả hai. Họ duy trì cái tình trạng này hoài, gặp thêm bạn lại hối thúc nữa. Kết thúc là họ muốn buông xuôi, dẫn đến cái hồi kết cho mối tình này. Họ không có sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để đón nhận những điều mới lạ. Đối với họ, bạn là một thế giới hoàn toàn khác. Bạn tươi trẻ, bạn năng động, bạn lạc quan. Bạn đem cho họ tất cả những cơ hội. Họ bị cháu ngợp về những cái đó. Nên tất nhiên, cái gì mà họ chưa quen, họ chưa thích ứng, thì họ nghĩ là không phù hợp. Nhưng cuối cùng họ không biết đây chính là cơ hội thực sự cho họ. Và họ đã quyết định buông tay. Và nếu như lúc đó họ để cho họ kiên nhẫn hơn một chút, họ bình tâm và họ đợi chờ một kết quả tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Nhưng mà tiếc thay, họ không có khả năng này. Do đó tình cảm thật sự đang sẵn sàng tới mối quan hệ cam kết rồi. Nhưng mà họ lại cần thêm thời gian để suy nghĩ. Và họ bị ép buộc bản thân của họ phải ngừng lại mối tình này. Trong khi bạn ép họ buộc phải đồng thuận. Có sự đối lập trong phần bạn thì mong muốn nhanh, họ thì mong muốn chậm. Do đó hai bạn chia tay là điều hiển nhiên mà thôi. Lá bài kế tiếp sẽ đại diện cho cuộc sống của họ hiện tại như thế nào? Thì chúng ta có lá 7 tiền ngược. Thì đây là lá bài đại diện cho tình trạng rất là phân vân. Bởi trong đời sống của con người này, họ có khuynh hướng duy trì những gì quen thuộc. Việc mà thay đổi đối với họ là điều không dễ dàng. Nhưng mà cái lời nhắc nhở của lá bài cũng mong là họ hiểu rằng họ cần phải điều chỉnh lại cuộc sống của họ.
thay vì họ đòi thay đổi bạn hoặc thay đổi cuộc sống. Thật ra bản thân người này chưa trưởng thành, họ chưa thật sự tập trung vào bất cứ cái gì họ đang làm hoặc mối quan hệ nào. Cho đó về tương lai rằng thì có thể họ được như vậy, nhưng mà họ không biết rằng họ vẫn đang có thể thay đổi. Đây là lúc mà họ đang bị đánh giá bản thân mình. Họ đang bận rộn rất nhiều với sự nghiệp riêng của họ, cho đó không có đủ thời gian để xem xét lại kỹ càng họ đang làm gì và tại sao họ lại làm điều đó. Họ có đang đi đúng đường hướng hay không? Tại sao họ lại có những hậu quả do kết quả mà họ đã gây ra? Sẽ có một số vấn đề rất nghiêm trọng phát sinh nếu như họ không có sự cân nhắc đánh giá phù hợp về những gì đã xảy ra ở trong quá khứ và hiện tại. Thông điệp cũng mong rằng họ sẽ có dành thời gian đảm bảo rằng họ đang đi đúng hướng để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Họ biết xem xét lại tại sao họ và bạn chia tay, có một cái nỗ lực sớm hơn họ cần phải nỗ lực. Thật ra khi lá bài này xuất hiện, nó không phải là cái lời nói họ đã kết thúc hay chấm dứt cái mối tình của các bạn, bởi vì thật sự chưa kết thúc đâu các bạn. Đây là cái giai đoạn họ chỉ tạm nghỉ trong giây lát thôi. Một khi mà họ xem xét lại mọi thứ, lấy lại tinh thần, thì có một cái chiến lược mà họ sẽ sẵn sàng quay trở lại những cái gì mà họ cảm thấy đáng giá với họ, và tình cảm giữa bạn và họ có thể là mặn nồng hơn xưa rất là nhiều. Và giai đoạn này hình như họ đang chán nản, có sự thất bại rất là nhiều. Tốt hơn hết là họ nên dừng lại mọi thứ, suy ngẫm và lên kế hoạch cho tương lai của mình với tư duy thực tế rằng họ sẽ không bao giờ đạt được những mục tiêu quá sức hết đó. Chính vì vậy họ cần là đừng suy nghĩ quá viển vông, sống thực tế thì một chút mới được. Đây là cái thời điểm tình yêu của họ cũng rất là tăm tối, khó khăn trong chuyện tình cảm, liên tục tìm đến họ rồi thất bại. Thật ra nguyên nhân chính từ những cái tiêu chuẩn quá cao của họ đối với người khác, bởi vì không có ai hoàn hảo hết. Hãy nhớ rằng tình yêu là cảm xúc thiêng liêng nhất, từ một trái tim tiến tới một trái tim, chứ không phải nằm ở vẻ bề ngoài hay vật chất. Cái điều này là thông điệp lá bài muốn gửi đến họ. Qua đây đơn giản mình chỉ thấy được là cái người này họ chưa thực sự trưởng thành. Bạn là cái nơi mà họ cần phải ở lại, họ cần phải suy xét, bởi vì họ đang muốn một cái gì đó hơn bạn, muốn một cái gì đó thật hoàn hảo trong cuộc sống này. Chứng tỏ cái việc này là họ chưa trưởng thành đó các bạn. Đợi thời gian đi, bởi vì đây là cái người thật sự là thiếu kế hoạch, họ bị chậm chạy và thiếu kiên nhẫn luôn. Khi nào họ đủ trưởng thành, đủ lớn, họ có những bài học của riêng họ đó, thì mình nghĩ mọi chuyện sẽ khác. Cái lá bài này nói rằng họ với bạn còn đang lưng chừng lắm, cũng có cơ hội quay trở lại nha. Tiếp đến là tương lai của mối quan hệ ra sao và họ sẽ ra sao đối với bạn, thì lá bài một kiếm này sẽ trả lời cho các bạn. Lá bài này thật sự là đúng với trải bài, đúng như cái năng lượng mà mình xem được cho bạn lúc nãy. Thực sự lá bài một kiếm này đại diện cho một đứa trẻ hoặc một người lớn có tâm hồn trẻ trung, còn trẻ con lắm. Những người có tương tác với họ, họ liên quan đến sự trung thực, hành động và đạo đức và thiếu can đảm. Những cái vấn đề mà lý trí họ chưa có khả năng mà phán đoán được, bởi vì cái mối quan hệ này thật sự đang gặp vấn đề và khó khăn trong cái việc họ thiếu tinh thần kiên trì và bền bỉ trước những thử thách của tình yêu. Một sự trưởng thành họ chưa có được, do đó họ phải cần phải bền bỉ hơn trong những hoàn cảnh xảy ra đó với họ. Họ hãy suy nghĩ là tất cả những cái thử thách này thật ra để kiểm tra cái dũng khí của họ và giúp họ phát triển hơn. Nếu như họ biết đón nhận và vượt qua những cái cản trở này thì họ sẽ trở nên mạnh mẽ và dẻo dai hơn rất nhiều. Khi mà đối mặt với những thử thách đó, họ được khuyến khích sử dụng những cái tinh thần của bộ kiếm, đó chính là sự chân thật, lý trí, lòng chính trực và sự kiên cường. Thì đây sẽ là điều họ cần phải có. Nhưng thực tế họ là người phớt lờ mọi thứ. Họ nói rằng cảm ơn tôi không cần cái gì hết trơn. Một người bất cần mọi thứ, mà họ quên rằng tất cả chúng ta trong cuộc sống này đều là sự cộng hưởng với nhau.
trong tôi có bạn và trong bạn có tôi, mình là một cái dòng tuần hoàn hỗ trợ lẫn nhau. Một người thực sự thách thức với những cơ hội mang đến cho cuộc sống của họ, khiến cho họ cảm thấy khó khăn hơn sau này mà thôi. Đây là cái điều mà thông điệp lá bài muốn cho họ nhận thấy lấy. Nếu như bạn có người yêu của mình thì nên gửi cho họ cái thông điệp này. Mình muốn là cho họ phát triển hơn thôi, chứ thực sự mình mong là họ ok hơn. Tại vì nếu như để cho họ nhảy hoài cũng tội họ lắm các bạn. Hãy gửi họ thông điệp này nhé. Do lá bài ra ngược, do đó họ sẽ cuộc sống rất khó khăn các bạn. Nó tượng trưng trở ngại và kế hoạch thất bại của họ rất thảm họa luôn đó. Nó có nghĩa là họ sẽ không đứng vững trong cái niềm tin của họ, hoặc từ chối đứng trên những gì là họ cho là đúng, kiểu cái người bướng bỉnh đó. Nếu như họ cứ hoài nghi, thù hằn và lạnh lùng này, phòng thủ này, thì chắc chắn rằng họ sẽ không thoát khỏi những đám mây gieo cho họ sự mờ mịt về cuộc sống này thôi. Họ có một cái gì đó thể hiện sự thiếu công bằng, thông linh tiếng chống lại cái tôi của mình. Bởi vì đây là một cái thời điểm họ không có khả năng giao tiếp trong cuộc sống này. Một lời cảnh báo để cho họ có biết giao tiếp với những người khác. Họ đừng có nghĩ rằng họ đang trung thực và thẳng thắn là điều tốt. Có thể là họ đang có một cuộc sống rất là bị kiểu mà người bướng bỉnh đó, cứ nghĩ cho mình đúng đó. Không có sự giao tiếp với người khác chỉ khiến cho mình thêm đau thổ khổ mà thôi các bạn. Và nếu như họ không có thay đổi về những cái tật này á, thì chắc chắn bản thân họ sẽ sống trong cái sự hoài nghi và mỉa mai, và có thể tự cho rằng mình là cao cấp hơn những người khác. Có nghĩa là những cái quy tắc đạo đức sẽ không áp dụng cho họ. Bản thân họ sẽ là cái người gây ra chính rắc rối cho mình mà thôi. Còn về tình yêu thì họ đang chơi một cái trò chơi tâm lý, đấu trí với bạn. Họ tỏ ra lạnh nhạt, họ không quan tâm đến cách đối xử của họ và bạn. Bởi vì đây là một cái mối quan hệ tình cảm từ trước họ bị những cái vết thương hồi xưa đó, khiến cho họ áp dụng lên bạn. Điều này gây ra sự xung đột, bởi vì họ cứ ảo tưởng rằng cái bạn sẽ làm cho họ đau khổ giống như cái người xưa. Thì đây là lúc mà họ nên có một cái gì đó trầm lắng lại. Bởi vì họ cần thấy sự quan tâm từ một người khác. Hy vọng là bạn muốn giữ mối quan hệ này thì bạn thể hiện sự quan tâm của bạn nhiều hơn. Có thể người này sẽ cần sự giúp đỡ của bạn, một người thực sự tội nghiệp trong chính cái sự giam cầm bản thân của anh ta. Nếu bạn thương mình nên giúp người này nha bạn ơi. Tiếp theo mình sẽ lấy thông điệp Oracle về tình yêu của hai bạn là gì ha. Xin kết nối năng lượng với thông điệp của Oracle muốn gửi ra cho cặp đôi này là gì. Xin kết năng lượng với trải bài này. Xin cảm ơn rất nhiều. Và sau đây là thông điệp Oracle muốn gửi đến cho các bạn. Mình sẽ lấy giống như một lá bài. Thì ở đây các bạn có lá bài là Team Plan. Thật là không có gì bất ngờ khi mà thông điệp Oracle muốn gửi các bạn là các bạn có mối quan hệ Team Plan. Chính là các bạn có một cảm giác rất quen thuộc. Các bạn khao khát mãnh liệt về nhau. Bạn mong muốn được công nhận từ cái người yêu của bạn. Một cái sự kết nối rất là mạnh mẽ về mặt cảm xúc. Nó thuần khiết và lãng mạn lắm. Có một cái sự kết nối nó kinh khủng khiếp giữa hai người. Các bạn bị đam mê trong cái phần thể xác rất là nhiều. Các bạn có nhiều điểm tin tương đồng, gặp nhau là thúc nhau liền luôn á. Nhưng mà các bạn là cả nhân hai cá thể đã từng bị người khác bỏ rơi á, bị tổn thương rất là nhiều. Ở hai bạn đều có sự khuếch đại ở sự bất an và sự sợ hãi và nghi ngờ rất nhiều luôn á. Điều này khiến cho hai bạn cảm thấy là mình có sự hiện diện căng thẳng trong cái mối quan hệ này. Nhưng mà các bạn có biết không, chính sự khác biệt đau khổ của hai bạn nó khiến cho các bạn bổ sung với nhau. Nếu như các bạn cùng nhau vượt qua và trưởng thành, tự chữa lành vết thương của mình đó, tất nhiên các bạn sẽ là nguồn cảm hứng để cho cả hai cùng phát triển và trở nên tốt hơn trong cuộc sống này. Mục đích của mối quan hệ này là giúp cho một người đạt được sự chuyển đổi của cá nhân và phát triển về tinh hồn. Gặp gỡ ở đây là gặp gỡ khơi dậy tiềm năng và niềm đam mê chỉ được khai thác ở một người. Đây là có thể bạn sẽ dạy cho nhau những bài học rất là sâu sắc và giúp cho nhau phát huy hết khả năng của mình. Nếu như các bạn nắm bắt được nguồn năng lượng này, thì mình nghĩ nếu bạn còn yêu người này thì bạn nên cho họ cơ hội, hãy chờ đợi họ và cũng như giúp họ phát triển về mặt tâm linh, về mặt phát triển bản thân nha các bạn. Mình xin kết thúc trải bài ở đây. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
Tôi rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.